Ngày 17 tháng 2 năm 1979, khoảng 600.000 quân Trung Quốc đã tràn qua các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam, bắt đầu một cuộc chiến biên giới giữa hai nước từng là đồng minh, anh em môi hở răng lạnh. Cuộc chiến kéo dài khoảng 30 ngày đã khiến khoảng 100.000 dân thường thiệt mạng và hơn 1,5 triệu người mất nhà cửa, theo thống kê của truyền thông Việt Nam. Nhưng để có thể hiểu đầy đủ hơn về cuộc chiến ngắn ngủi mà đẫm máu này, cần nhìn lại một quá trình lịch sử, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong bản đồ quan hệ của cả khu vực mà những nước liên quan trực tiếp là Việt Nam, Trung Quốc và Campuchia. Trong một thời gian dài từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp từ năm 1946 đến năm 1954 và trong những năm đầu của cuộc chiến Việt Nam 1956-1975, Trung Quốc là nước đã giúp Việt Nam về chuyên gia, vũ khí và thực phẩm. Tuy nhiên, từ khoảng năm 1966, quan hệ Trung Quốc và Liên Xô, hai nước lớn trong khối xã hội chủ nghĩa có những căng thẳng và Việt Nam phải cân nhắc trong quan hệ với cả hai nước để tận dụng hỗ trợ cho cuộc chiến ở miền Nam. Đến năm 1972, quan hệ Việt Nam và Trung Quốc trở nên căng thẳng sau khi Trung Quốc và Hoa Kỳ chính thức bình thường hóa quan hệ với chuyến thăm lần đầu tiên của Tổng thống Mỹ Richard Nixon tới Trung Quốc. Hoa Kỳ muốn Trung Quốc gây sức ép lên Bắc Việt Nam trong cuộc chiến mà Hoa Kỳ đang muốn rút ra, trong khi lãnh đạo Bắc Việt Nam vẫn muốn tiến hành cuộc chiến. Sau khi làm lành với Mỹ, năm 1974, Trung Quốc đưa quân ra đánh chiếm Hoàng Sa, lúc đó do chính quyền Nam Việt Nam quản lý. Trong thời gian cuộc chiến Việt Nam, còn một nhân tố khác ảnh hưởng đến quan hệ Việt-Trung. Đó chính là Khmer Đỏ ở Campuchia, đồng minh thân cận của Trung Quốc. Việt Nam vào lúc này cùng là anh em cộng sản với Khmer Đỏ. Tuy nhiên, từ năm 1971, Việt Nam và Khmer Đỏ đã có những vụ đụng độ trên biên giới chung. Năm 1975, Khmer Đỏ với lãnh tụ là Pol Pot lật đổ chính phủ của Thủ tướng Lon Nol, thần Mỹ và tiến vào Phnom Penh, lập nên nhà nước dân chủ Campuchia. Khmer Đỏ tuyên bố một loạt vùng trên biên giới Việt Nam-Campuchia phải được trả về cho Campuchia. Nhưng Việt Nam nói đây là vùng đất thuộc Việt Nam từ nhiều thế kỷ trước. Những xung đột trên biên giới giữa Việt Nam và Campuchia vẫn tiếp tục với việc Khmer Đỏ đưa quân sang tấn công các tỉnh biên giới Tây Nam Việt Nam, nã đạn pháo vào các làng mạc. Đỉnh điểm là cuộc tấn công vào một loạt các thị trấn thuộc 6 tỉnh biên giới của Việt Nam vào tháng 4 năm 1977. Tháng 4 năm 1978, quân Pol Pot tấn công vào Ba Chúc, huyện Chi Tôn, An Giang, gây nên thảm sát Ba Chúc khiến hơn 3.000 dân thường thiệt mạng. Thảm sát Ba Chúc đã là cái cớ để Việt Nam đem quân vào Campuchia. Ngày 25 tháng 12 năm 1978, khoảng 150.000 lính Việt Nam đã tiến vào Campuchia và đến ngày 7 tháng 1 năm 1979 đã tiến vào Phnom Penh, lật đổ chính phủ của Pol Pot, lập nên nhà nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia. Việc Việt Nam đưa quân vào Campuchia đánh Khmer Đỏ, đồng minh của Trung Quốc, đã làm Trung Quốc tức giận. Ngày 15 tháng 2 năm 1979, lãnh đạo Trung Quốc lúc đó là Đặng Tiểu Bình đã nói phải dạy cho Việt Nam một bài học và quyết định một cuộc chiến nhanh ở biên giới với Việt Nam. Mục đích là để gây tổn thất cho quân đội Việt Nam và do đó khiến Việt Nam phải rút quân khỏi Campuchia. Ngoài ra, Trung Quốc cũng muốn cảnh báo ảnh hưởng của Liên Xô lên các nước trong khu vực, đặc biệt là đối với Việt Nam, nước vừa ký hiệp ước hữu nghị hợp tác với Liên Xô trước đó không lâu. Vào sáng sớm ngày 17 tháng 2 năm 1979, hàng trăm ngàn quân Trung Quốc với sự yểm trợ của pháo và xe tăng đã tràn vào các tỉnh biên giới Việt Nam, đốt phá nhà cửa, tàn sát dân lành. Đối mặt với khoảng 600.000 quân Trung Quốc vào lúc đó, chỉ có khoảng 130.000 quân Việt Nam bao gồm cả dân quân địa phương. Quân Trung Quốc tập trung vào 3 mục tiêu chính là Lạng Sơn, Cao Bằng và Lào Cai và dự định sẽ kết thúc cuộc chiến nhanh chóng với chiến lược biển người. Tuy nhiên, quân Trung Quốc đã gặp phải sự kháng cự mạnh từ phía Việt Nam và chịu nhiều tổn thất. Ước tính của một số nguồn chuyên gia quốc tế cho thấy ít nhất khoảng 30.000 quân Trung Quốc và Việt Nam đã thiệt mạng. Việt Nam ước tính con số dân thường thiệt mạng trong cuộc chiến là 100.000 người.
phía Trung Quốc ước tính con số dân thường và binh sĩ thiệt mạng ở cả hai phía là khoảng 75.000 người. Ngày 5 tháng 3, Trung Quốc chiếm được Lạng Sơn sau khi đã chiếm được Cao Bằng và Lào Cai. Sau khi chiếm được Lạng Sơn, Trung Quốc tuyên bố cánh cổng để tiến vào Hà Nội đã mở, nhưng cũng đồng thời tuyên bố rút quân. Ngày 16 tháng 3, quân Trung Quốc rút toàn bộ khỏi Việt Nam. Cuộc chiến biên giới chỉ diễn ra chưa đầy 30 ngày, và mặc dù quân Trung Quốc đã rút khỏi Việt Nam, nhưng những xung đột trên biên giới giữa hai nước vẫn tiếp diễn những năm sau đó, với việc Trung Quốc liên tục nã đạn pháo sang các thị xã biên giới của Việt Nam. Theo thống kê của giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc, đã có ít nhất 6 xung đột lớn qua biên giới giữa hai nước trong giai đoạn từ tháng 7 năm 1980 đến tháng 1 năm 1987. Tất cả đều do phía Trung Quốc chủ động gây ra vì mục tiêu chính sách ngoại giao lớn hơn, mà cụ thể là vì những chiến dịch của quân đội Việt Nam ở Campuchia. Những trận giặc tranh quyết liệt đáng chú ý là trận Bình Độ 400 hay còn gọi là Cao Điểm 400, Pháp Tạp Sơn, tỉnh Lạng Sơn vào tháng 5 năm 1981 và trận Vị Xuyên, Hà Tuyền vào tháng 4 năm 1984. Chỉ riêng trận Vị Xuyên cũng khiến hàng ngàn quân của cả hai phía thiệt mạng theo thống kê của chính phủ hai nước. Trong năm 1985, Vị Xuyên tiếp tục phải nhận liên tục những đạn pháo tấn công từ phía Trung Quốc. Từ năm 1986 đến 1989, những đụng độ trên biên giới giữa hai nước vẫn tiếp tục với việc Trung Quốc vẫn tiếp tục nã đạn pháo liên tục sang Việt Nam. Ước tính trong giai đoạn từ 1984 đến 1989, Trung Quốc đã nã hơn 2 triệu loạt đạn pháo sang tỉnh Hà Giang của Việt Nam. Tuy nhiên, từ tháng 4 năm 1987, những hoạt động quân sự của quân đội Trung Quốc trên biên giới Việt Nam đã giảm bớt khi quan hệ giữa Liên Xô với Mỹ và Trung Quốc được cải thiện và viện trợ của Liên Xô cho Việt Nam giảm bớt. Lãnh đạo Việt Nam thấy rõ cần phải cải thiện quan hệ với quốc tế khi không còn có thể dựa toàn bộ vào Liên Xô. Tháng 6 năm 1987, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua nghị quyết rút quân khỏi Campuchia. Tháng 5 năm 1988, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua nghị quyết số 13 về chính sách đối ngoại, mà theo đó Mỹ không còn là kẻ thù lâu dài và Trung Quốc không còn là kẻ thù nguy hiểm trực tiếp nữa. Tuy nhiên, vào ngày 14 tháng 3 năm 1988, Trung Quốc đưa quân chiếm đóng Cạc Ma do Việt Nam kiểm soát ở quần đảo Trường Sa, khiến 64 binh sĩ Việt Nam tử trận. Tháng 12 năm 1989, Việt Nam rút toàn bộ quân khỏi Campuchia. Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc cải thiện rõ rệt, đặc biệt là sau Hội nghị Thành Đô ở Trung Quốc vào tháng 9 năm 1990, khi lãnh đạo Việt Nam gặp bí mật lãnh đạo Trung Quốc. Việt Nam và Trung Quốc đã trở thành đối tác chiến lược từ tháng 5 năm 2008. Lãnh đạo hai nước nhất trí xây dựng quan hệ trong thế kỷ 21 trên cơ sở phương châm 16 chữ vàng: láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, và tinh thần bốn tốt: láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. Mặc dù vậy, hai nước vẫn tiếp tục có những xung đột và tranh cãi xung quanh vấn đề chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa ở Biển Đông và vùng cửa Vịnh Bắc Bộ hiện đang đàm phán. Những xung đột này đã dẫn đến những căng thẳng trong quan hệ hai nước trong các giai đoạn ngắn trong những năm vừa qua, và có thể sẽ vẫn còn tiếp tục khi Trung Quốc vẫn một mực đòi chủ quyền qua đường đứt khúc chín đoạn ở Biển Đông mà Việt Nam phản đối.